Đây chắc chắn là một tác phẩm trinh thám bị đánh giá thấp, nhưng bộ phim không chỉ tôn vinh tính cách thực sự của người anh hùng mà còn có những tình tiết đen tối phản ánh hiện thực, khiến khán giả thấy được bóng dáng của chính mình và bạn cũng có thể học được điều gì đó qua bộ phim. Những thứ như hối lộ tình dục hay coi thường mạng người so với bộ phim này chẳng là gì cả. Bởi đạo diễn muốn khán giả nhận ra sâu sắc rằng lợi ích nhỏ trong đời không phải tự nhiên mà có. Nếu bạn không cảnh giác hơn, điều đó có thể khiến bạn hối hận cả đời. Câu chuyện bắt đầu là cảnh sát hình sự, lão Choi nhận được tin báo. Quyết định không đợi đồng nghiệp hỗ trợ, anh ta định tự mình phá vụ án ma túy này. Nhưng anh không ngờ, người của chùm bột mì Shin Sik thực sự rất cao. Dù cả hai đã khó khăn khống chế được đối phương, nhưng Shin Sik vẫn trốn thoát. Nhưng điều khiến lão Choi hối hận là đồng đội của anh lại bị thương nặng trong vụ việc. Khi anh vào nhà vệ sinh tìm khăn, anh phát hiện có một người đàn ông ngồi trong bồn tắm. Tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả, xin hãy tha mạng cho tôi, hãy tha mạng cho tôi. Sau khi điều tra, cảnh sát không phát hiện Jong Jin tham gia buôn bột mì. Và theo lời giải thích của Jong Jin, khi đó, anh ta chỉ là người giao hàng cho Shin Sik, hoàn toàn không biết đối phương là kẻ buôn ma túy. Lão Choi biết được trong cuộc thẩm vấn rằng Jong Jin có mẹ già và hai con nhỏ phải chăm sóc. Để gánh vác trách nhiệm gia đình, đó là lý do tại sao anh ta chấp nhận đơn đặt hàng bất kể lý do. Nhìn vẻ đáng thương của Jong Jin, lão Choi lập tức cảm thấy đồng cảm với anh. Lão Choi không thể cầm lòng được và dặn dò Jong Jin khai báo tại tòa theo đúng lời khai của mình đã chỉ. Bằng cách này, Jong Jin có thể được ra tù sau 2 năm. Khi nhận ra lão Choi là người tốt, khi sắp bị đưa vào tù, Jong Jin lập tức đề nghị lão Choi nhờ anh gửi thư về nhà giúp. Việc nhỏ như vậy, lão Choi tất nhiên không từ chối. Nhưng cẩn thận, anh vẫn xem qua nội dung thư. Sau khi phát hiện ra thông tin đó đều là sự vất vả của Jong Jin, lão Choi vì lòng trắc ẩn đã cho vào phong bì 2 tờ tiền 5 vạn. Nhưng anh không ngờ rằng hành động này lại vô tình làm lộ ra một bí mật chấn động sau này. Vì hành động liều lĩnh của lão Choi, tên buôn bột mì đã trốn thoát và đồng nghiệp bị thương nặng. Giám đốc đành phải quyết định sa thải anh. Thời gian trôi qua, đã 5 năm sau. Lúc này, lão Choi sống tại ngôi làng quê nhà, làm công việc như một bảo vệ làng. Dù không phải là cảnh sát thực thụ, nhưng anh vẫn có khả năng bảo vệ ngôi làng bởi vì lão Choi hoàn toàn có cảm giác của một cảnh sát hình sự. Dân làng đều rất kính trọng anh, để luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình. Lão Choi thường cùng em vợ xem phim anh hùng bản sắc, anh mơ ước trở thành người như Châu Nhuận Phát. Và cơ hội để chứng minh bản thân cuối cùng cũng đến. Hôm đó, người tình của em vợ báo với lão Choi rằng quán bar mới mở bên cạnh đã cướp mất khách của cô. Không nói thêm lời nào, lão Choi dẫn theo anh em, giơ ra thẻ cảnh sát giả tại quầy lễ tân và nhanh chóng khống chế một phòng VIP cao cấp. Nhưng khi ông chủ quán bar định hối lão Choi chợt nhận ra một em tay vịn thực sự đang làm điều mờ ám. Lão Choi không ngờ rằng trong ví lại có một túi bột mì. Nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, lão Choi giao hiện trường lại cho cảnh sát thật sự. Tuy nhiên sáng hôm sau, anh ta đến đồn cảnh sát để hỏi chi tiết về vụ việc vì nghi ngờ gói bột mì phát hiện tối qua. Đó chính xác là những gì kẻ buôn bột mì Shin Sik đã lan truyền. Lão Choi vẫn ám ảnh về vụ việc năm xưa khi Shin Sik trốn thoát. Đến bây giờ lão vẫn cảm thấy tiếc nuối về điều đó. Trong suốt thời gian bị sa thải, anh chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra. Anh ấy vô cùng mong muốn đưa Shin Sik ra trước công lý, mong muốn rửa sạch tiếng oan và lấy lại danh dự. Và suy đoán của anh ấy thực sự đúng. Theo thông tin từ phía cảnh sát, có thể xác nhận rằng gần đây Shin Sik đã từ Nhật Bản trở về nước. Điều này khiến lão Choi hứng khởi trở lại. Nhưng khi còn chưa nghĩ ra cách điều tra tiếp theo, một chuyện đau đầu đã xảy ra. Ngày hôm sau, một nhóm anh em báo với lão Choi rằng một ông chủ nào đó định phát triển ngôi làng của họ thành một khu phố biển nổi tiếng toàn cầu. Vì dân làng đã từng bị lừa trước đó, để bảo vệ lợi ích của họ, lão Choi không ngần ngại đứng ra. Ông quyết định dẫn dắt dân làng tổ chức biểu tình. Nhưng khi đang tranh cãi với phía nhà đầu tư, thì ông chủ lớn bất ngờ xuất hiện. Chưa kịp để lão Choi phản ứng, bất ngờ Jong Jin lập tức quỳ xuống cúi đầu. Sau khi tự giới thiệu và giải thích lý do, lão Choi mới nhớ lại chuyện năm xưa. Và vào buổi tối còn biết được trong lúc trò chuyện, hóa ra Jong Jin không chỉ hoàn lương mà còn mở một công ty thực phẩm. Điều này khiến lão Choi rất vui mừng. Nhưng khi tưởng rằng Jong Jin đã hoàn toàn cải tà quy chính, thì anh lại nhận được một cuộc gọi từ khách hàng Nhật Bản. Nhớ lại việc Jong Jin từng dính líu đến buôn bột mì và việc phát hiện ra loại bột mì tương tự vài ngày trước, lão Choi bắt đầu nghi ngờ Jong Jin. Để kiểm chứng suy đoán của mình và tiếp cận đối phương dễ dàng hơn, lão Choi lấy cớ tăng cường quan hệ với dân làng và mời Jong Jin tham gia một trận bóng đá. Sau trận đấu, cả nhóm cùng tắm ở nhà tắm công cộng. Lão Choi phát hiện, lạ thay, cánh tay của Jong Jin vẫn quấn băng bảo vệ. Điều này càng khiến lão Choi nghi ngờ hơn. Khi lão Choi định kiểm tra kỹ hơn, thì một người bạn bên cạnh không chịu nổi nữa bởi vì hai bên vốn có mối quan hệ đối đầu. Sau khi nhận thấy thái độ kiên quyết của dân làng, lão Choi đành phải bất lực, nhưng may mắn thay, Jong Jin đã giải tỏa bầu không khí. Nhờ vào khả năng dẻo mồm và tiền của mình, một số dân làng kinh doanh ngay lập tức cảm nhận được sức hút của Jong Jin. Đúng là có tiền không kiếm thì đúng là kẻ ngốc. Trong thời gian sau đó, dân làng bị lợi ích che mờ mắt, không chỉ dễ dàng tin vào lời hứa hão của Jong Jin
mà còn chủ động kêu gọi những người khác ủng hộ dự án. Còn lão Choi đã lợi dụng Jong Jin lúc mất cảnh giác, âm thầm cùng cậu em vợ tiến hành điều tra. Dù đã có cơ hội, họ thành công đột nhập vào công ty Jong Jin để kiểm tra thực phẩm, thậm chí còn lấy mẫu nước tiểu của anh ta để xét nghiệm, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Điều này khiến lão Choi bắt đầu dao động. Với tia hy vọng cuối cùng, lão Choi quyết định đột nhập vào nhà của Jong Jin. Dù đã lục soát kỹ lưỡng, thậm chí còn thử nghiệm cả bột mì, nhưng kết quả không có gì bất thường, thậm chí suýt chút nữa còn làm cháy cả nhà bếp. Lúc nguy cấp, bình cứu hỏa lại bị hỏng. May mắn thay, vào thời điểm quan trọng, đúng lúc đó Jong Jin về nhà kịp thời. Lão Choi nhận ra hành động của mình ngày càng quá đáng. Mệt mỏi, lão Choi quyết định bày tỏ hết với Jong Jin. Còn Jong Jin nhớ ra điều gì đó, đã lợi dụng tình thế mà đề cập đến. À, là Xin Xích có hình xăm trên cổ làm anh bị sa thải phải không? Vâng, vâng. Lão Choi nghĩ rằng Jong Jin sẽ tức giận vì chuyện này. Thật bất ngờ, bên kia không chỉ bỏ qua mối hận thù trong quá khứ, mà anh ta lại tặng cho lão Choi một chiếc đồng hồ sang trọng. Điều này khiến lão Choi lập tức cảm thấy hãnh diện, nhưng đúng như hai người họ nghĩ. Sau khi kết thúc màn hỗn loạn này, lão Choi phát hiện ra một hình xăm trên lưng con gái mình. Nhận ra điều gì đó, lão Choi lập tức đi kiểm tra ảnh của Xin Xích, nghĩ rằng đây có thể là manh mối quan trọng. Ý anh là anh chàng có hình xăm trên cổ hà? 5 năm trước, trên cổ của Xin Xích không có hình xăm. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là đồng bọn sao? Mang theo nghi vấn này, tối hôm đó lão Choi hẹn gặp riêng Jong Jin. Lần này, lão muốn Jong Jin nói rõ sự thật. Nếu không nói, ông sẽ ép anh ta phải nói. Nhận ra sự cương quyết của lão Choi, Jong Jin quyết định không nể nang nữa. Jong Jin có lợi thế về cân nặng, xử lý lão Choi với anh ta chẳng khó khăn gì. Jong Jin cảnh cáo lão Choi nên biết điểm dừng, nếu không lần sau hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù vậy, đêm nay Jong Jin vẫn chưa thừa nhận gì. Nhưng trực giác của lão Choi cho ông biết, việc Jong Jin xuất hiện chắc chắn không đơn giản. Nhìn vào chiếc đồng hồ mà anh ta tặng, lão Choi tức giận đập vỡ nó ngay lập tức. Điều lão không bao giờ mong đợi đó là, hóa ra bên trong đồng hồ có dấu máy nghe lén. Chỉ đến lúc đó anh mới hiểu được lý do tại sao không tìm được chứng cứ của Jong Jin trước đây. Sau đó, lão Choi nhanh chóng giải thích cho anh em, nhưng không ngờ họ đã hoàn toàn mất lòng tin vào ông. Họ cũng cầu xin lão Choi đừng cắt đứt con đường kiếm tiền của họ. Điều này xúc phạm đến sự nghi ngờ của lão Choi. Nhưng dù vậy, lão Choi vẫn quyết định bám trụ đến cùng. Những gì xảy ra sau đó khiến lão Choi hoàn toàn sáng tỏ. Hôm đó, lão Choi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Trưởng phòng báo rằng đã bắt được Xin Xích, bởi vì lúc đó lão Choi phụ trách vụ án. Vì vậy, lão Choi cần đến đồn để hoàn tất giấy tờ. Trong phòng thẩm vấn, lão Choi hỏi Xin Xích về chuyện của Jong Jin. Dù Xin Xích nói rằng không biết nhiều, nhưng hắn lại tiết lộ với lão Choi rằng lúc đó cấp trên của hắn giao nhiệm vụ, thông tin sẽ được gửi qua thư. Nhưng điều kỳ lạ là 5 năm trước, trong phong bì mà hắn nhận được, lại có hai tờ tiền 50.000 kẹp giữa chúng. Ngay khi những lời này thốt ra, lão Choi chợt nhận ra là những thông tin bí mật. Jong Jin chính là tên trùm bột mì đứng sau mọi việc. Lý do Jong Jin đến ngôi làng này là để lợi dụng dự án khu phố biển nhằm dễ dàng thực hiện buôn bán bột mì hơn. Để tìm ra chứng cứ phạm tội của Jong Jin, lão Choi bắt đầu theo dõi và giám sát hắn ta. Chẳng bao lâu sau anh đã phát hiện ra, lão Choi lặng lẽ theo dõi anh ta đến một hòn đảo hoang. Sau một ngày giám sát chặt chẽ, lão Choi cuối cùng cũng chứng kiến bằng chứng phạm tội của Jong Jin. Sớm ngày hôm sau, anh lập tức báo cáo tình hình cho trưởng nhóm. Sau đó, cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra nhà máy. Lão Choi nghĩ rằng điều này sẽ khiến cho Jong Jin không đỡ kịp. Nhưng Jong Jin lại nhận được thông tin trước, nên cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Nhận ra rằng mọi thứ chỉ là công cốc, lão Choi giận dữ chất vấn Jong Jin, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng ngăn ông lại. Đúng lúc lão Choi rơi vào bế tắc, em rể ông lại thông báo một tin mới. Jong Jin đã tổ chức cho dân làng đi du lịch vào ngày kia. Lão Choi lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Jong Jin rất có thể sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để thực hiện giao dịch bột mì ngay trong làng. Nếu thật sự là như vậy thì dân làng có thể sẽ vô tình trở thành đồng phạm. Ban đầu đây chỉ là suy đoán của lão Choi, nhưng khi nghe ngư dân nói rằng gần đây có rất nhiều tàu thuyền đến đảo hoang, lão Choi càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Lão lập tức bàn bạc với em vợ để đưa ra kế hoạch. Phía bên kia, khi vài người dân làng đang dỡ hàng ở bến cảng, họ bất ngờ phát hiện bên trong có hàng cấm. Dù đã nhận ra vấn đề, nhưng tất cả đã quá muộn. Bởi vì ngày hôm sau, Jong Jin yêu cầu dân làng lần lượt lên xe buýt. Sau đó họ nhanh chóng chạy đến cảng, bắt đầu giao dịch với bọn xã hội đen Nhật Bản đã đến. May mắn thay, khi cả hai bên sắp hoàn thành, một chiếc xe du lịch bất ngờ xuất hiện. Hóa ra em vợ của lão Choi đã lợi dụng lúc tài xế sơ ý, giả trang và lái xe đi mất. Dân làng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dưới sự nhắc nhở của em rể lão Choi, cuối cùng họ cũng biết được hành vi của Jong Jin. Thấy có một số dân làng bị bắt làm con tin, họ quyết định đối đầu với bọn buôn lậu đến cùng. Cùng lúc đó, lão Choi cũng đang từ ngoài biển nhanh chóng tiến vào. Nhìn thấy người mà họ tin tưởng nhất xuất hiện, dân làng lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu. Mặc dù bọn côn đồ đều được trang bị gậy gộc,
nhưng với lợi thế số đông và quyết tâm không lùi bước, bọn tội phạm nhanh chóng bị khuất phục hoàn toàn. Ở phía khác, lão Choi đã đuổi kịp Jong Jin đang cố trốn chạy. Quyết tâm rửa hận lần này, lão Choi đề nghị giải quyết bằng một trận đấu tay đôi. Mặc dù lần này lão Choi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đối thủ của ông là tay trùm buôn bán bột mì và Jong Jin có lợi thế về cân nặng, lão Choi vẫn không phải là đối thủ của Jong Jin. Nhưng nhờ vào ý chí kiên cường, lão Choi đã phản công thành công trong trận chiến. Ồ, đã lâu lắm rồi tôi mới bị đánh gục, á đù, thằng này mày bị hói à? Jong Jin chỉ biết cười khi nghe lão Choi mỉa mai. Lần này, Jong Jin càng tức giận điên cuồng. Hắn lập tức lao vào đánh đập lão Choi một cách tàn bạo. Nhưng khi Jong Jin chuẩn bị giáng cho lão Choi một đòn chí mạng, may mắn thay lão Choi phản ứng kịp thời. Khi Jong Jin hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, cảnh sát cuối cùng cũng đến hiện trường, dù hơi muộn, vì màn trình diễn anh hùng và dũng cảm của lão Choi, tên trùm bột mì Jong Jin chính thức bị sổ khám. Vào cuối câu chuyện, anh em của lão Choi đến bệnh viện thăm ông. Hiểu được tấm lòng và sự hy sinh của lão Choi, mọi người lần lượt xin lỗi và cảm ơn ông. May mắn thay, lão Choi không để bụng. Sau sự việc lần này, giám đốc cũng quyết định khôi phục chức vụ cho lão Choi. Họ quyết định đề nghị phần thưởng xứng đáng cho lão Choi. Cảnh sát đã ngụy trang anh ta thành một đặc vụ chìm. Bằng cách này, lão Choi đã hoàn thành thành công trở thành anh hùng bản sắc.